Bây giờ, khi bạn đã biết qua khái niệm tích chập, mình sẽ giới thiệu với bạn định lý tích chập. Nó có thể có nhiều phiên bản, nhưng mà ở đây thì mình sẽ chỉ nói về định lý này trong bối cảnh phương trình vi phân và biến đổi Laplace thôi. Đây sẽ là định lý tích chập khi áp dụng cho biến đổi Laplace. Đầu tiên, giả sử mình có một hàm f của t và mình có thể định nghĩa biến đổi Laplace của nó. Biến đổi Laplace của f của t chính là f hoa của s. Mình đã học qua cái này rồi đúng không? Rồi, mình có thêm hàm g của t nữa và biến đổi Laplace của nó là g hoa của s. Và bây giờ mình muốn tính tích chập của hai hàm này. Mình muốn tính tích chập của f và g là một hàm khác của t. Phép tính chập thì bạn đã thấy qua ở video trước rồi. Lần đó mình đã tính tích chập của sin và cos. À, và cái này là một hàm của t. Vậy biến đổi Laplace của cái này chính là mấu chốt của định lý này. Biến đổi Laplace của tích chập của hai hàm này là bằng tích của biến đổi Laplace cho từng hàm. Nó sẽ bằng f hoa của s nhân g hoa của s. Cái này trong trừu tượng đúng không? Nhìn nó có vẻ hơi khó xử lý ha. Vậy thì mình làm thử một ví dụ đi. Và trong ví dụ này thì mình sẽ có cả biến đổi Laplace ngược nữa. Nhưng trước khi vào ví dụ thì mình sẽ bổ sung là nếu cái này đúng thì mình sẽ có thể làm ngược lại. Lần này nếu mình biết bằng một màu thôi nha. Đổi màu thì tốn thời gian lắm nên là viết một màu thôi. Vậy tích chập của f và g là một hàm của t chính là bằng biến đổi Laplace ngược. Nó là bằng biến đổi Laplace ngược của f của s nhân cho g của s. Đây, vậy mình biết cái này để làm gì? Mình có thể thực hiện các biến đổi Laplace ngược. Giả sử mình có là một biểu thức hay là hàm số như thế này. Nó là h của s và bằng 2s trên s bình cộng 1 bình phương. Vậy là giải xong một phương trình vi phân, mình ra được cái này rồi. Thì mình sẽ phải thực hiện biến đổi Laplace ngược cho nó. Mình muốn tính biến đổi Laplace ngược cho h của s hay là biến đổi Laplace ngược của cái này đó. Nó là biến đổi Laplace ngược của biểu thức 2s trên s bình cộng 1 bình phương. Đừng bỏ quên bức bình phương nha. Rồi, bây giờ bạn viết cái này thành tích của hai biến đổi Laplace quen thuộc được không? Cùng thử với mình nha. Mình sẽ viết cái này lại nè. Đây sẽ là biến đổi Laplace ngược đúng không nào? Để mình viết lại biểu thức này. Vậy 2s trên s bình cộng 1 bình phương là bằng 2 nhân 1 trên s bình cộng 1 nhân s trên s bình cộng 1. Mình vừa tách nó ra thôi, không có gì hết á. Nếu nhân hết tử số lại nó sẽ là 2 nhân 1 nhân s chính là 2s. Và nếu nhân hết mẫu số lại nó là s bình cộng 1 nhân s bình cộng 1 chính là s bình cộng 1 bình phương. Vậy là bằng nhau rồi đúng không? Nếu mình thực hiện biến đổi Laplace ngược cho cái này, nó sẽ giống như thực hiện biến đổi Laplace ngược cho cái bên này. Và đến giờ thì là bạn đã nhận ra được gì chưa? Nếu đây này là các biến đổi độc lập, chúng đứng riêng từng cái thì mình biết cái này là gì rồi đúng không? Nếu gọi đây là f của s, nếu mình gọi đây là biến đổi Laplace của một hàm nào đó thì mình biết hàm đó là gì mà. Mình có cái này nè. Mình đóng khung nó ở đây. Đây chính là biến đổi Laplace của sin t. Giờ mình đóng khung cái này nữa luôn nè. Vì cái này chính là biến đổi Laplace của cos t mà. Đây là g của s. Vậy đây là biến đổi Laplace của sin t, hay mình có thể viết ngay từ đây suy ra là f của t bằng sin t.
Tự bạn cũng nhận ra biến đổi này đúng không? Và từ cái này thì suy ra nếu mình định nghĩa cái này là bằng biến đổi Laplace của G, thì G của T chính là bằng cos T. Và tất nhiên thì khi thực hiện biến đổi Laplace ngược thì mình có thể mang số 2 ra ngoài. Vậy giờ mình có thể kết luận được gì nè? Mình có thể kết luận là... thật ra để mình sửa một chút nha. Thay vì mang số 2 ra ngoài thì mình sẽ để nguyên nó ở trong đó, rồi đóng khung hết cả cái chỗ này và gọi cả cái chỗ này là F của S. Vậy F của S chính là biến đổi Laplace của 2 sin T. Mình muốn gộp hai số vào luôn. Mang nó ra ngoài thì mình làm rối mọi thứ rồi, nên là mình muốn chỉ có F của S nhân G của S thôi. Vậy biểu thức này chính là tích của biến đổi Laplace cho 2 sin T và biến đổi Laplace cho cos T. Rồi, định lý tích chập ngay đây để cho mình biết là nếu muốn thực hiện biến đổi Laplace ngược cho biến đổi Laplace của hai phương trình thì ta chỉ cần đối sánh mẫu thôi. Từ biểu thức ban đầu, mình có thể viết nó lại thành tích của hai biến đổi Laplace quen thuộc của mình. Cái này là biến đổi Laplace của 2 sin T. Và cái này là biến đổi Laplace của cos T. Ở đây mình đã có ký hiệu hai biến đổi đó là G của S và F của S. Vậy khi nó đã có một biểu thức theo dạng này thì mình có thể thực hiện biến đổi Laplace ngược và nó sẽ bằng tích chập của hai hàm gốc. Nó sẽ bằng tích chập của biến đổi ngược của G và của F. Mình có thể viết nó lại như thế này nè. Mình biết là F của T thì bằng biến đổi Laplace ngược của F của S và G của T. Đáng lẽ ra mình viết F bằng màu xanh dương chứ. Giờ mình sẽ dùng lại màu xanh dương là cho màu xanh lá đi, là cho G. GT của mình là bằng biến đổi Laplace ngược của G của S. Vậy mình có thể viết lại định lý tích chập là... nghe xong cái này thì có khi bạn còn rối hơn nữa, nhưng mà mình sẽ cố gắng nói thật rõ ràng nha. Biến đổi Laplace ngược của F của S nhân G của S. Đây. Mình chỉ đang nhắc lại định lý tích chập thôi nha. Cái này sẽ bằng tích chập của biến đổi Laplace ngược của F của S. Để mình viết xuống đây nha. Đây là biến đổi Laplace ngược của F của S với biến đổi Laplace ngược của G của S. Đây là biến đổi Laplace ngược của G hoa của S. Không biết cái này có làm bạn rối hơn không, nhưng mà khi quay lại ví dụ này, đây là F của S ngay đây. 2 nhân, để mình dùng màu xanh dương. Đây là 2 trên S bình cộng 1. Đó là F của S. Và G của S thì là S trên S bình cộng 1. Vậy là mình vừa tách cái này thành hai phần quen thuộc với mình. Nếu nhân hai phần này lại thì mình sẽ quay lại cái ban đầu mà mình muốn thực hiện để biến đổi Laplace ngược. Và định lý tích chập cho biết biến đổi Laplace ngược của cái này là bằng tích chập của biến đổi Laplace ngược của 2 trên S bình cộng 1 với biến đổi Laplace ngược của G của S. Có nghĩa là S trên S bình cộng 1. Và mình biết hai cái này là gì rồi. Lúc nãy mình có nói qua, chắc bạn cũng tự nhận ra rồi ha. Đây là 2 nhân sin T. Biến đổi Laplace của sin T là bằng 1 trên S bình cộng 1. Rồi nhân với 2, mình sẽ gộp được số 2 này. Giờ mình phải tính tích chập của nó với biến đổi Laplace ngược của cái này. Mình cũng đã nói qua rồi, đây là cos T. Vậy đến giờ đáp án của mình là để xem mình đã làm những gì và vì sao mình lại làm như vậy nha. Xem nào,
mình có biến đổi Laplace ngược của 2s trên s bình cộng 1. 2s trên s bình cộng 1 bình phương. Lúc trước cái này rất rối đúng không? À, và cái chỗ này là ngoặc nhọn chứ. Và nó bằng cái này. Nó bằng tích chập của 2s của 2 sin t và cos t. Của 2 sin t và cos t. Và từ nãy đến giờ là mình làm nhiều quá nên là chắc bạn quên mất cách tính tích chập của hai hàm rồi. Nên mình cùng làm nha. Trước hết thì mình sẽ viết lại định nghĩa của tích chập nè. Tích chập của F và G, mình viết tắt thôi nha, là bằng tích phân từ 0 đến T của F của T trừ tau nhân G của tau nhân D tau. Vậy tích chập của 2 sin T với cos T là bằng tích phân từ 0 đến T của 2 sin T trừ tau nhân cos tau d tau. Và nếu mà bạn đã xem video trước thì bạn sẽ thấy là mình giải một bài tương tự rồi đúng không? Nếu mang số 2 ra ngoài, mình sẽ có 2 nhân tích phân từ 0 đến t của sin t trừ tau nhân cos tau. Bài mình giải ở video trước giống như thế này luôn. Chỗ này là tích chập của sin t và cos t, nó chính là tích chập của sin t và cos t. Như mình đã nói trong video trước thì cái này sẽ bằng là 1 phần 2 nhân t sin t. Và giờ nếu cái này bằng 1 phần 2 nhân t sin t rồi nhân 2 thì mình sẽ có đáp án là A, biến đổi Laplace ngược của 2s trên s bình cộng 1 bình phương là bằng tích chập của 2 sin t và cos t, chính là bằng 2 nhân chỗ này là 2 nhân 1 phần 2. Hai cái này triệt tiêu nên là mình còn lại t nhân sin t. Khi đã giải quen rồi thì bạn sẽ không cần phải làm hết các bước như vậy. Mà cái mà bạn phải hiểu là mình có thể tách cái này thành tích của hai biến đổi Laplace quen thuộc. Cái này có thể được viết lại thành tích của hai biến đổi Laplace quen thuộc. Đây là biến đổi Laplace của 2 sin t, còn đây là biến đổi Laplace của cos t. Vậy biến đổi Laplace ngược của biểu thức ban đầu chính là bằng tích chập của cái này với cái này. Và nếu bạn đã xem video trước, bạn sẽ nhận ra là việc tính tích chập nó không đơn giản, nhưng mình vẫn có thể làm được. Mình chắc chắn mình sẽ được tích phân, kể cả khi không giải được gì thì bạn ít nhất vẫn có câu trả lời là một tích phân. Mình thì chưa chứng minh định lý tích chập này cho bạn, mình sẽ để dành cho video khác, nhưng hy vọng là trong video này đã giúp bạn hiểu hơn về việc có thể dùng nó để thực hiện biến đổi Laplace ngược. Giờ mình đã có hết kỹ năng để thực hiện nó rồi, và mình cần học cách thực hiện biến đổi Laplace ngược, vì nó là bước cuối cùng để giải các phương trình vi phân bằng biến đổi Laplace.